Xin chào mọi người. Thưa các bạn, thì vào tối hôm qua là khoảng 20 giờ tối hôm qua 16 tháng 8 ấy, thì tại Sơn Hải, tại nơi của một cái địa bàn địa tại địa bàn xã Sơn Hải ở tại Nghệ An ấy, thì người dân đã bắt được một cái đối tượng, đó là đi bẻ các cái cờ, những cái cây, những cái trụ cờ Tổ quốc người ta đã địa phương đã cắm ở các cái nơi ở trong 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 cái xã của mình. Thì có một cái đối tượng nó đi bẻ phá, và cái hoạt động bẻ phá các cờ Tổ quốc này nó đã có cách đây rất là lâu rồi, nên là thời gian kể từ thời gian có những sự cố mà những cái quan chức có dính dáng tới các cái quan chức của Vatican như Nguyễn Đình Thục hay Đặng Hữu Nam, thì các cái hoạt động bẻ cờ Tổ quốc nó xảy ra liên tục. Và tối hôm qua thì chúng ta đã bắt được một người. Theo thông tin ban đầu thì người này tên Ly, có người cho rằng người này tên Viễn. Tuy nhiên thì người này lại là một giáo dân của Giáo hội Công giáo Roma, lại là một công dân của Vatican, đang dưới sự điều hành của một linh mục, một quan chức Vatican, đó là Nguyễn Đình Thục. Thì về cơ bản thì Nguyễn Đình Thục từ trước tới nay nó đã có những cái hoạt động chống phá nhà nước chúng ta. Nguyễn Đình Thục là một quan chức của một quốc gia Vatican. Hắn ta đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam chúng ta, nhưng mà thời gian qua thì tỏ rất là rõ thái độ là chống phá chính quyền, chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta, và đã nhiều lần chửi bới và đòi lật đổ chế độ của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta phải dòm lại xem. Mọi người cứ nghĩ rằng ông ấy cũng là một người nói tiếng Việt, cũng là người gọi là người Việt Nam. Thế thì cái chức vụ linh mục đó là như thế nào? Và Vatican là như thế nào? Thế thì hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn trao đổi về vấn đề quan chức Vatican là ai? Thì thưa các bạn, Vatican là một cái quốc gia có chủ quyền và độc lập theo như Hiệp ước Laterano. Và các cái quan chức cấp cao của quốc gia này đều là các giáo sĩ thuộc Giáo hội Công giáo Roma, xuất thân từ nhiều quốc gia khác nhau. Theo đó thì các cái phẩm trật trong Giáo hội Công giáo Roma đều là quan chức của quốc gia Vatican. Ở Việt Nam thì các cái phẩm trật của Giáo hội Công giáo Roma hay là quan chức cấp cao của Vatican là bao gồm các hàng giáo sĩ như là tu sĩ nam nữ, với các cái chức vụ như là linh mục, giám mục, tổng giám mục hay là hồng y. Thì quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và Vatican là quan hệ song phương, bình đẳng, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên thì Vatican vốn được tổ chức là một cái tôn giáo với một cái hoạt động tôn giáo rộng khắp trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì các quan chức Vatican hoạt động tôn giáo ở Việt Nam theo cái nhu cầu tín ngưỡng và nhu cầu tôn giáo của một bộ phận nhân dân Việt Nam, và được sự quản lý của nhà nước Việt Nam với tư cách là nhà nước Việt Nam với tư cách là quản lý xã hội trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội của người dân Việt Nam. Do đó thì các cái hoạt động tôn giáo tín ngưỡng của các quan chức Vatican phải tuân theo các cái quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý xã hội và tôn giáo cũng như tín ngưỡng. Tuy nhiên thì rất là nhiều lần các quan chức của Vatican đã tỏ ra chống đối và nhiều lần tuyên bố đòi lật đổ thể chế chính trị của Việt Nam bằng nhiều cái phương cách khác nhau. Bên cạnh đó thì các quan chức Vatican còn xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, một lãnh tụ tinh thần của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến vệ quốc, đánh đổ xâm lăng của thực dân phát xít đế quốc. Chẳng những thế mà các quan chức Vatican còn, mà cụ thể là các cái linh mục, giám mục của quốc gia này còn lợi dụng hoạt động tín ngưỡng của Giáo hội Công giáo Roma để mà xuyên tạc, bịa đặt các cái chủ trương và đường lối xây dựng, quản lý cũng như là phát triển xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, cũng như là bôi nhọ lãnh đạo các cái cơ quan dân cử của Việt Nam các cấp với cái thái độ khinh nhờn và bài xích. Đáng lên án nhất là một số quan chức của Vatican đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam còn liên kết với các tổ chức khủng bố Việt Tân để mà khủng bố nhân dân Việt Nam bằng việc lợi dụng các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng, tập trung đông người gây náo loạn xã hội, làm mất an ninh trật tự, mất trật tự xã hội và gây chia rẽ xã hội, gây chia rẽ tôn giáo, tổ chức các cái hoạt động cướp chính quyền cấp huyện, cấp xã và bắt bớ hành hung cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam.
ngang ngược hơn khi mà một số quan chức cấp cao của Vatican đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam nhưng lại tổ chức hay là bảo kê cho các cái hội nhóm đòi lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam như là khối 8406 của Nguyễn Văn Lý, họ anh em dân chủ, Nô Du, Văn đoàn Độc lập hay là các hoạt động tri ân phía bên Việt Nam Cộng hòa, tổ chức các cái hội dân quan giả hiệu để mà làm loạn, hay là tổ chức nên cái hội đồng liên tôn và các cái ủy ban công lý và hòa bình ở các cái giáo phận chẳng hạn. Và càng bạo ngược khi mà một số quan chức cấp cao của Vatican đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam nhưng lại bắt tay với tổ chức phản động chế độ đánh thuê ở Việt Nam cách đây 43 năm và đã bị nhân dân Việt Nam đánh bại, đánh đuổi. Các quan chức Vatican còn nhận tiền một cách công khai để tổ chức kích động hận thù từ những cái người thua cuộc từ trận chiến Việt Nam cách đây hơn 40 năm. Các quan chức Vatican như Nguyễn Ngọc Nam Phong ở giáo xứ nhà thờ Kỳ Đồng, nhà nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, các linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà ở chỗ của Nguyễn Ngọc Nam Phong này thường xuyên tổ chức các cái hoạt động tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng của giáo hội Công giáo Roma như là hiệp thông đòi thả các tội phạm liên quan tới an ninh quốc gia và đòi lật đổ cả chế độ nhà nước Việt Nam. Cái tòa giảng của nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà thường xuyên bị các quan chức Vatican dùng để bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng Việt Nam, xuyên tạc và bịa đặt về chủ nghĩa cộng sản, hệ tư tưởng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang cùng nhà nước Việt Nam lấy làm mục tiêu xây dựng xã hội. Cũng không kém cạnh thì dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức các cái kênh truyền thông như truyền hình phát thanh tại nhà dòng để tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Các linh mục như Trần Văn Hướng với vai trò chỉ đạo điều hành các hoạt động chống phá. Ngoài ra thì là Phao Lô Lộc, Lê Ngọc Thanh, Đinh Hữu Thọ còn lợi dụng cái gọi là văn phòng công lý và hòa bình để thu nhận tiền ngoại tệ từ các cái đối tượng tổ chức phản động nước ngoài để tổ chức tập hợp lực lượng chống chính quyền Việt Nam. Tại đây thì các quan chức Vatican đã tổ chức cái gọi là tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng hòa để mà khơi gợi hận thù của các cái cá nhân thương tật trong cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ. Các cái kênh như là Tin Mừng Cho Người Nghèo hay là Radio TV hay Đức Mẹ TV của các linh mục này còn tổ chức xuyên tạc sự thật, bịa chuyện, truyền thông sai các cái vấn đề thời sự tại Việt Nam, chuyển thông tin ra nước ngoài, những thông tin sai trái đó để kêu gọi sự chống phá nhà nước Việt Nam, chống phá chính trị nhà nước Việt Nam đến từ các cái tổ chức chống cộng ở nước ngoài. Ở Huế và miền Trung thì các cái quan chức của Vatican như là linh mục Nguyễn Văn Lý liên tục kêu gọi biểu tình đòi lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam, dù đã bị tù giam về hành vi lập ra khối 8406 để chống Việt Nam, nhưng cái quan chức Vatican này vẫn không dừng tay và đến nay vẫn tiếp tục chống phá. Các cái quan chức cấp cao khác của Vatican như là giám mục Nguyễn Thái Hợp và các linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Định Thục thì thường xuyên ra nước ngoài công khai kêu gọi nhận tiền từ các cái tổ chức phản động chống phá và đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Quan chức Vatican là linh mục Nguyễn Văn Khải của dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà thì còn tệ hại hơn khi trốn ra nước ngoài và tìm đến các cái tổ chức người Việt kích động hận thù để được hưởng trợ cấp sống qua ngày. Ở tại Đồng Nai thì có cái quan chức Vatican là linh mục Nguyễn Duy Tân thường xuyên xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan chức các cấp của nhà nước Việt Nam. Cái vị quan chức Vatican này thể hiện sự vô học vô đối và chống đối cực đoan khi tuyên bố là năm 2018 Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ mà không mất viên đạn nào. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái quan chức Vatican khác chống đối nhà nước Việt Nam cực đoan và quyết liệt như là giám mục Ngô Quang Kiệt, giám mục Hoàng Đức Oanh, là linh mục Trần Đình Lai và rất nhiều các linh mục khác của các cái dòng Chúa Cứu Thế hoặc là các cái tổ chức trong giáo hội. Quan hệ giữa Việt Nam và Vatican là quan hệ hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng quyền tự quyết dân tộc, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tôn trọng quyền chủ quyền và nền độc lập của nhau. Tuy nhiên thì các cái quan chức dưới quyền của chính quyền giáo triều Roma chẳng những không thực hiện các cái giao kết với chính quyền Việt Nam, các cái hoạt động tôn giáo tại Việt Nam mà còn xâm phạm vào an ninh quốc gia của Việt Nam, thậm chí còn tham gia các cái tổ chức phản động khủng bố nhằm lật đổ chính quyền và thể chế chính trị tại Việt Nam. Ngoài ra thì các quan chức Vatican còn lợi dụng tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam để mà tổ chức bạo loạn, gây thiệt hại và chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam. Với những cái biểu hiện ngang ngược và trịch thượng nghịch thường của các quan chức Vatican đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam, thì chúng tôi xin phép được đưa ra đề xuất ra những cái giải pháp để mà đảm bảo cái quyền và lợi ích cho mọi công dân Việt Nam. Thứ nhất,
À, thứ nhất đó thì đó là nhà nước Việt Nam chúng ta cần xem lại các cái cam kết hoạt động tôn giáo giữa chính quyền Việt Nam và Vatican. Nếu Vatican không thể giải quyết các cái vấn đề về quan chức của mình tại Việt Nam thì đề nghị nhà nước Việt Nam tạm ngừng ngoại giao với Vatican, trục xuất các quan chức có các hoạt động gián điệp chống phá và tổ chức lật đổ thể chế chính trị của Việt Nam. Thứ hai là ta đề nghị nhà nước xử lý đích đáng các quan chức Vatican có các hoạt động lật đổ chính trị, gián điệp và phá hoại tại Việt Nam. Và thứ ba là đề nghị nhân dân các địa phương bày tỏ thái độ cụ thể bằng cách đến tận nơi, giai tận mặt cảnh cáo các quan chức Vatican chống phá đất nước chúng ta. Ngoài ra còn cần tuyên truyền hoặc tổ chức táo tố cáo rõ các cái hành vi gián điệp phá hoại lật đổ nhà nước Việt Nam bằng các cái phương tiện truyền thông hoặc trên địa bàn dân cư cho đồng bào đang có tín ngưỡng theo giáo hội Công giáo Roma. Thì trong cái thời gian tới đây, tôi và nhân dân các nơi sẽ đến tận nơi và giai tận mặt những cái quan chức Vatican có những cái hành vi thái độ thù địch với đất nước Việt Nam chúng ta. Tôi hy vọng rằng là chúng tôi được sự ủng hộ và cổ vũ của đồng bào và nhân dân cả nước. Tôi trân trọng và xin gửi đến mọi người cái thông điệp này để mọi người có thể cùng với chúng tôi trong thời gian tới chúng ta phối hợp cùng với nhau để chúng ta xóa bỏ đi cái hiềm khích giữa cái ý thức hệ chống đi một ý thức hệ chống cộng sản mà đã đến từ giáo hội Công giáo Roma. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể hóa giải các cái hiềm khích đó với giáo hội Công giáo Roma. Vâng, buổi hôm nay tôi xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái lần sau. Cảm ơn.